Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là chị Ni cũng ra về nha cô chú. Đó cô chú ơi, thì sau khi chị Loan và chị Ni từ tòa về thì em cũng thấy rằng là chị Ni và chị Loan rất là vui luôn nha cô chú anh chị. Đó thì hiện tại bây giờ là chị Ni cũng đã lên xe đi về rồi cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là xe tải cũng đến nhà chị Loan để bắt hàng nha cô chú. Cái xe này là chính xác luôn ha, nếu mà dọn đồ của mẹ con ve là chính xác luôn. Dạ. Đó là một xe là chất hết luôn á. Ý anh nói là chiếc xe này là nó vừa đồ con ve luôn á. Đúng rồi, nó vừa. Dạ. Luôn nó vừa luôn đó. Thì buổi sáng ngày hôm nay là chị Loan sau khi lên to thì về đến nhà rất là vui á anh. Đúng rồi. Dạ. Quá trời quá đất đồ rồi, quá nhiều đồ. Đây là qua hàng Tết anh. Hàng Tết. Qua chợ qua đất, mình qua đó quay cho bà con cô chú người ta coi đi. Đây là hàng Tết nha cô chú. Đó, thì cũng chị Loan Tết gần đến rồi anh. Thì cũng nhập rất là nhiều hàng về để bán. Đặt xe luôn. Xe đầy luôn cô chú. Thôi mình đi ra xa đi bạn ơi. Giữ cái phòng cách xa xa xíu thì cô chú anh chị không có ngại á, vì mình đến gần quá rồi. Thì ước gì mà cái xe này nó bóc dọn đồ quê con là đó, để ăn Tết ha. Ừ. Tết gần đó. À bên trong là có anh Phương đang ẩm Bill. Đó, cả nhà thấy bé Bill không, rất là dễ thương nha cả nhà. Đó, ba cũng đang dọn đồ. Không có, chị này chị cơm trái mà bạn, có chị này chị cơm trái mà. Nghe lên rồi không thấy được cái view nữa rồi. Thì hiện tại cũng gần Tết đến rồi anh, nói chung là nhập rất là nhiều hàng luôn nha. Yến có này, cơm cháy có này, rồi khô bò nữa anh. Đó thì cũng được bà con đến mua ủng hộ cho chị Loan những cái món hàng Tết rất là nhiều nha cô chú. Đó, như phía trước là có viên một cái xe tải lớn luôn, thì chở rất là nhiều cơm cháy nha cô chú anh chị. Đó, đến giao cho chị Loan. Thì anh Phương và anh Kho là cũng đang là đảm nhiệm là nhận hàng nha cô chú. Đó thì cái vào cái mùa dịp Tết này nè quý cô chú anh chị, là chị Hồng Loan nhập rất là nhiều hàng về để bán cho quý bà con cô bác ở trong và ngoài nước. Thì cũng đang tranh thủ để vận chuyển những cái đơn hàng đó tới cho quý bà con, bởi vì còn có bao nhiêu ngày nữa đâu là Tết rồi cả nhà. Khoảng tầm chừng 7 ngày nữa là chúng ta đã hôm nay là 20 rồi anh, 20 tháng chạp rồi. Đó thì ngày mai ngày mốt ngày kia chúng ta sẽ đưa ông Táo về trời đâu quý cô chú anh chị, thì chắc cái ngày đó chắc cũng đưa cô Sáu dọn đồ luôn là cho nó tiện nhất là hợp lệ luôn các bạn. Đó thấy không, thì bên xe cơm trái cũng đã chở khá là nhiều đơn hàng tới cho chị Hồng Loan vào ngày sáng ngày hôm nay. Là chị cũng chị với Hồng Ni cũng chỉ mới vừa ở ngoài to về để giải quyết một số chuyện lùm xùm trong cái sóng gió gia tộc nhà họ Võ, con gái cố nghệ sĩ Tố Vũ Linh vừa qua nha cả nhà. Chị Ni thì vừa rồi cũng về rồi anh, chị Ni cũng về rồi. Chị Ni ra thì cũng gặp mấy anh em cũng cười rất là tươi luôn. Chị Ni cũng lên tiếng nói là ngày hôm nay là lên tòa là theo như là cái ý muốn luôn á. Đó, công việc nó êm xuôi. Thì đây là một cái sự mà khả quan nhất mà trong cái ngày 30 sáng hôm nay những anh em của em chia sẻ tới cho quý cô chú anh chị mình. Và song song bên cạnh đó thì chị Hồng Loan cũng đang thắp hương cho ba cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở trong nhà nha quý cô chú anh chị. Chắc là chị cũng thắp lại một nén hương để gửi tới cho ba của mình, và cũng đã có khấn với ba mình là những gì mà trước kia giờ ba đã để lại cho con, chắc con cũng đã giành giữ lại được hết rồi ba ơi. Thì cả nhà cũng biết rồi, trong ngày 15 mùng 1 ngày rằm hàng tháng là chị Hồng Loan thường hay quét dọn bàn thờ của ba mình, và cũng có những cái niềm vui nỗi buồn gì là cũng sẽ lên nói với ba mình trên cái bàn thờ và thắp ba một cái hương. Thì hôm nay là chị Hồng Loan cũng mới vừa thắp hương cho bác Năm xong, và tụi em cũng đang chia sẻ tới cho cả nhà của mình là nãy chị cũng mới thắp hương mà do những anh em của em mà quay thì thấy cũng kỳ quá nên không có quay rồi phần đó nè cả nhà.
đó. Thì cũng để thông báo với bác Năm là chắc nghĩ chắc hương hồn của bác Năm cũng đã linh thiêng và phù hộ cho chị Hồng Loan gìn giữ lại những cái mà bác Năm đã để lại cho chị Hồng Loan vào những cái ngày qua. Chị Hồng Loan cũng đang rất là chật vật để đi quay MV để làm ăn buôn bán, và song song bên cạnh đó cũng đã gìn giữ lại những cái tài sản của cố nghệ sĩ để lại, và cái người em của ba mình cũng đang tranh giành những cái phần này, nhưng mà không phải của mình thì không biết giành bằng cái đường nào. Và ngày hôm nay thì chị Hồng Loan khi ra tòa về cũng rất là tươi cười, và với lại những anh em YouTube ở đây thì đó là một cái điềm báo là rất là vui tươi, và chị cũng đã có được một cái câu trả lời thỏa đáng từ ở bên phía cơ quan chức năng. Và cô Sáu thì chắc cũng đang rất là âu lo về cái vấn đề là tiền nhãn phí như thế nào ha quý cô chú chị, bởi vì nếu như người nào thua là phải trả cái tiền nhãn phí đó. Thì em nghĩ là cô Sáu cũng đang rất là băn khoăn về cái vấn đề đó. Còn ve con thì hiện tại bây giờ cũng án binh bất động mà cũng đang rất là sầu não. Theo như em nghĩ đó, cái tiền nhãn phí anh đó thì bán bún bò là chắc có lẽ là không đủ trả rồi, cho bây giờ bún bò thì có ai ăn đâu anh. Anh nghĩ sao mà bán ngày 30 tô mà lại là gì đóng bán phí mà em nghe nói vậy. Là mấy đợt trước nói là bán một ngày là 400-500 tô đó, thì nhưng mà cái đó là nói xạo thôi nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là chuẩn bị là đóng mức án phí rồi, mà không biết là cái bà với mẹ là đã có tiền đó bà đóng hay không á. Chứ lên là nói rằng là tôi bán bún bò được bà con ủng hộ bán đắt lắm, một ngày 500-700, 400-500 tô mà thật sự á. Các cô chú anh chị cũng ở gần nhà chị Loan á, thì nhiều khi cũng đi chợ thì cũng đi ngang qua cái quán bún bò anh đó, thì cũng nhìn vào trong quán á, nói cái quán bún bò nó ớ lắm cô chú, có một hai người ăn chứ đâu ai đâu mà ăn anh. Trời ơi, nếu mà bán luôn căn nhà để bán bún bò là chắc không biết có đủ để đóng tiền án phí hay không, mà bán bún bò mà đóng án phí cho sao mà nghe lạ quá. Cho bây giờ anh nghĩ coi, cho bây giờ đi hát thì không ai mời hết rồi, lấy gì mà hát. Thì giờ mình nếu mà không có tiền đóng án phí thì mình vô trong kia mình ngồi thời gian mình giá, nó có chuyện có hai phương án thôi, một là phải đóng án phí, còn không thì mình cứ vô trong kia mình ngồi vậy thôi. Thì bây giờ là vô bên kia ngồi á, cho nên là cái con ve con nó sợ, nó trút hết trên đầu cho quê mẹ chịu đựng anh. Thì bởi vậy nó nói rằng là quê mẹ cũng lớn tuổi rồi, cho nên là cũng sẽ là giảm án phí anh, mà chuyện ở đâu mà có được. Thì nói chung là ve con cũng còn tương lai rất là tươi sáng, vì còn rất là còn trẻ mà, không có thể là hót những mùa hè khác nữa. Nhưng mà ve mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, thì có lẽ là ở bên tòa án cũng sẽ xem xét để giảm nhẹ án phí đồ này kia nọ. Thì tụi em cũng chỉ nghe quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nói lại thôi, còn thật hư như thế nào thì tụi em không biết về cái vấn đề án phí và tòa án sẽ xử như thế nào nha quý cô chú anh chị. Và những anh em của tụi em ở đây là Quang Vlog 78 và Hà Vinh Vlog cũng chia sẻ tới cho quý cô chú anh chị của mình ngày hôm nay tại nhà của chị Hồng Loan làm ăn buôn bán như thế nào. Thì cả nhà cũng thấy rồi đó, mới đây thì có một chiếc xe cơm trái đã chở tới cho chị để chuẩn bị ship những đơn hàng đi cho quý cô chú anh chị trong và ngoài nước. Cũng mong cả nhà mình ủng hộ, tụi em cũng đang ủng hộ, là cũng đang nghĩ ước rằng là cái xe đó dọn đồ của mẹ con ve đi sớm để chị Hồng Loan có chỗ trống đó quý cô chú anh chị. Tụi em xin phép kết thúc video ở đây nha cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video sau.